Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Joy, Red Velvet gây sốt vì vẻ đẹp lộng lẫy như công chúa. Joy, Red Velvet ngày càng khẳng định vị thế của mình trong trái tim người hâm mộ, không chỉ bởi nỗ lực trong nghệ thuật mà còn nhờ vào vẻ đẹp không tì vết của mình. Trước đây khi mới ra mắt vào nhóm nhạc Red Velvet, nàng ca sĩ sinh năm 1996 đã nhận phải rất nhiều chỉ trích và sự ghét bỏ bởi ngoại hình hơi thừa cân của mình. Vậy nhưng sau những nỗ lực, cố gắng hoàn thiện bản thân không ngừng, nhờ việc ăn kiêng đúng cách và tập luyện nghiêm khắc, Joy đã được vinh danh là một trong những nữ mỹ nhân có sắc vóc nổi bật nhất K-pop. Joy không những sở hữu vóc dáng cao và chuẩn đồng hồ cát, cô còn sở hữu làn da trắng sứ cùng gương mặt vô cùng thanh tú. Đặc biệt, Joy còn nổi tiếng với nụ cười gumi đáng yêu, nhưng cô lại luôn tỏ ra khí chất kiêu sa, thanh cao cực kỳ hút mắt. Loạt ảnh gần đây của nữ idol đang gây sốt trên khắp các diễn đàn mạng vì vẻ đẹp lộng lẫy, lại đôi phần trong trẻo như nàng công chúa tiếc của mình. Tham gia lễ trao giải Seoul Music Awards 2020, Joy khiến dân tình phát sốt với tạo hình như nàng công chúa tiếc.